là một trong những trụ cột của chương trình Thành phố Bốn An. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ được thành phố quan tâm, chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm là nội dung được Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tiến hành thường xuyên, liên tục trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, các cấp các ngành đã thanh tra, kiểm tra hơn 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tàu cá trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra giám sát được các đơn vị địa phương thực hiện liên tục đối với các nhóm tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm như hàng rong, thức ăn đường phố. Đối với lại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thì đối với lại các cơ sở mà dịch vụ ăn uống giải khát thì quan tâm kiểm tra đến các trang thiết bị, dụng cụ mà tiếp xúc trực tiếp với là thức ăn, thức uống. Và đối với là các cơ sở kinh doanh mà hàng bao có sẵn thì phường tập trung vào kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và các cái điều kiện thông tin trên cái nhãn mác hàng hóa cho nó đúng quy định. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm, thành phố cũng chú trọng triển khai các kế hoạch giám sát kiểm tra tại các sự kiện lễ hội quy mô lớn có cung cấp dịch vụ ẩm thực. Với hai sự kiện lớn trong thời gian qua như Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 và Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố đều thành lập các đoàn kiểm tra giám sát tại tất cả các buổi tiệc có đại biểu tham dự. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa cao điểm du lịch cũng được các đơn vị chức năng lên kế hoạch từ sớm, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách về nét văn hóa ẩm thực của địa phương. Đối với quận Hải Châu thì đã triển khai rất là nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền từ cấp quận và cấp phường và tập trung vào cái việc mà cập nhật lại những cái kiến thức, những kỹ năng trong quá trình chế biến, trong quá trình mua nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là cập nhật cái văn bản quy phạm pháp luật về cái việc mà xử phạt vi phạm hành chính mới nhất liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm để những cái cơ sở sản xuất kinh doanh có thể áp dụng và rà soát các hoạt động cơ sở của họ lại để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm trong cái mùa cao điểm du lịch. Bước vào năm học mới, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học cũng được các đơn vị chức năng quan tâm, chú trọng nhằm đảm bảo bữa ăn của học sinh vừa đủ dinh dưỡng vừa an toàn, giúp các em có một sức khỏe tốt, được phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực. Ban cũng đã làm việc và có văn bản gửi Sở Giáo dục và cũng như là phòng y tế, phòng giáo dục quận huyện. Thì sau đó thì các đơn vị đó lưu ý rất là quan tâm và chỉ đạo là các cái sản phẩm mà đưa vào để mà cung cấp cho các cháu thì phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và đặc biệt là trong đó là các cái cơ sở mà hiện tại giờ đã tham gia vào cái chuỗi cung ứng mà truy xuất thực phẩm nguồn gốc của Ủy ban thành phố mà do ban chủ trì vận hành. Thì phải nói là trong thời gian tới thì ban cũng sẽ làm rất là mạnh vấn đề này để làm sao đó cho các cháu có cái suất ăn được an toàn nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian qua Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện và phát triển dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm giai đoạn 1. Đây là một hợp phần nằm trong dự án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2019-2022, định hướng đến năm 2030. Tính đến nay, dự án đã triển khai cập nhật thông tin dán tem truy xuất nguồn gốc thực phẩm chuỗi thịt heo đối với 5 doanh nghiệp, tổ chức cấp QR code truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với gần 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Vận động những người dân kinh doanh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ này tham gia vào cái việc cài app để thứ nhất là minh bạch thực phẩm trong quá trình chế biến cũng như trong từ công đoạn chế biến đến những hộ phục vụ nhằm để cho người tiêu dùng họ tin tưởng các cái dịch vụ ăn uống tại từng cơ sở và người dân người tiêu dùng cũng được quyền đánh giá ngược lại trong cái quá trình sử dụng truy xuất nguồn gốc. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện hiệu quả chương trình Thành phố Bốn An, tạo được dấu ấn tích cực trong thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022 của thành phố. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm luôn là bài toán đặt ra nhiều thách thức. Chính vì vậy, bên cạnh trách nhiệm quản lý nhà nước luôn cần có sự đồng hành và ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội.